Ion, Gammon đón Tết, đón mưa quà tặng, trúng vàng mỗi ngày, tham gia ngay. Mà là một trong những MC và là cây cười trẻ rất duyên dáng, rất thành công với những tiểu phẩm. Còn bây giờ thì xin được phép hỏi Trấn Thành như thế này. Trấn Thành chơi nhạc cụ hay quá. Nãy giờ đứng ngoài nghe mà nghe cảm thấy rất là đã lỗ tai lắm kìa. Thành cho biết là Thành đã học cái ngón violon này bao nhiêu lâu rồi? Và coi như là ở nhà rất là hay kéo dữ lắm phải không? Dạ, em chơi từ năm 2001 tới nay là cũng được một ngày rồi đó. Cái gì? Mới chơi bữa nay đó. Là sao? Nãy giờ nhạc em đều em nhép theo không ạ? Cái gì? Trời đất ơi, người, cầm... người ta nhép bằng người ta đàn là đàn xong yên ổn, em đàn xong nó tưa dây cỡ này là em biết cỡ nào. Trời đất ơi, nhìn giống tưởng là cây câu cá đó ông nậu không? Trời ơi, vậy cũng làm cho người ta tưởng giống như là mình chuyên nghiệp lắm. Mà thấy khớp không? Khớp. Khớp không? Rất vậy, khớp. Vậy là được rồi. Nhưng mà vậy là Thành có tài hơn là những ca sĩ mà hát nhép rồi đó. Đàn nhép. Kính thưa quý vị các bạn, Đoan Nguyễn, một cái tên rất là đình đám trong cộng đồng mạng trong suốt thời gian qua, với một cái khả năng là có thể nhái giọng theo tất cả các nghệ sĩ một cách rất là điệu nghệ. Và hôm nay Đoan Nguyễn sẽ là kỳ phùng địch thủ của Trấn Thành với phần biểu diễn như sau. Đoan Nguyễn sẽ biểu diễn hình thể theo giọng thật của các nghệ sĩ, còn riêng Trấn Thành thì sẽ phải nhái theo giọng của các nghệ sĩ mà mình yêu thích, xem ai biểu diễn hay hơn ai. Và xin được mời Đoan Nguyễn và Trấn Thành trong phần thi kỳ phùng địch thủ. Ôi, một bên bảy sắc cầu vồng và một bên
ổ quà. Trái tim tình yêu. Còn bây giờ thì phần thi chắc lẽ xin được phép bắt đầu. Em có một ước ao, em có một khát khao, em có một ước ao, em có một khát khao, làn da trâu, làn da trâu, làn da em đen như con trâu. Em có một ước ao, em có một khát khao, em có một ước ao, em có một khát khao, làn da trâu, làn da trâu, làn da trâu, làn da con trâu. Chắc hẳn quý vị các bạn cũng đã nghe được cái tiếng vừa rồi là tiếng của ai đúng không ạ? Đúng không ạ? Còn bây giờ thì nhìn gì nữa? Thì thố đi chứ. Rồi bây giờ ai cũng biết vừa rồi là nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc phải không ạ? Bây giờ Thành nhái lại tiếng của anh Thành Lộc luôn. Trong cái vở Tấm Cám, đó là cái vở mà Thành thích nhất, là cái vở mà ngày xưa Thành hay coi, là cuốn ngày xưa đầu tiên luôn á. Số 1 á. Bây giờ Thành sẽ nhái lại cái lúc anh Thành Lộc mà diễn cái đoạn mà Tấm đòi đi xem hội, rồi cái Tấm nói là thôi để chị Tấm vô thưa với mẹ cho hai chị em mình đi coi hội cùng nha. Thì cái Cám là Thành Lộc mới nói: Star, em muốn đi thì tự động em đi, việc gì phải nhờ là chị Sting. Trời ơi, chứ là mấy chị hồn. Đẹp quá, đẹp quá. Bộ đồ này bộ đồ đẹp nhất của chị Đức Phùng. Xinh nha. Mẹ ơi, chị Tấm đi đi nha. Vậy thì hát đoạn trong cái bài hát của công chúa Chích Chè nha. Sting, cha cha sting, cha cha sting, cha sting, cha sting. Con yêu kính mẹ cha, trong vòng tay mẹ hiền, chăm lo cho con từng ngày, nuôi nấng con khờ, con luôn ghi nhớ công ơn của cha mẹ hiền. Tòng tinh tòng tinh tòng, ngày ngày nuôi con khôn lớn, chăm học mau thành tài, mai sau khi con trường thành, con mãi nhớ về công ơn ghi dưỡng của cha và mẹ. Yêu 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 quá là yêu, là quá yêu yêu thiệt, yêu yêu quá là yêu yêu nhiều, yêu ôi quá yêu yêu cha mẹ con yêu thiệt nhiều. Cha cha sing, cha cha sing, cha cha sing, cha sing, cha sing. Don ơi, tới mình kìa Don. À, chị Thanh Thủy với anh Thành Lộc là một trong những bộ đôi rất là hợp ý đúng không ạ? Dạ. Còn bây giờ thì nhìn gì nữa? Cuộc tình ngày nào đã trao cho anh, giờ chỉ còn trong nỗi đau. Cuộc tình ngày nào đã trao cho nhau, giờ bỗng phôi phai màu. Mình em bước đi trong mưa chiều, nhớ anh hàng cây vắng tanh, tiến đưa anh về kỷ niệm. Don ơi, tới mình kìa Don. Vẫn hay bật bà lên chùa cầu cái gì? Nói chung bây giờ già cả rồi, hôm nay đi chùa thì chẳng cầu cái gì ngoài cầu cái sức khỏe. Thế năm nay bà được bao nhiêu tuổi? Nếu tính ra con trăng năm nay thì ta đây vừa tròn 60 tuổi. Ủa, 60 tuổi là nhiêu? Dốt quá, sao lại thanh liêng như thế này mà không đi học tiếng Ả Rập gì? City dịch ra có nghĩa là 75 tuổi.
nha, siết ti là 75. Dạ vậy chứ bà còn cầu cái gì nữa? Bà cầu bà sống lâu, hân đờ rớt tuổi. Hân đờ rớt à? Bà cầu bà sống tới khi hân đờ rớt dịch ra có nghĩa là 101 tuổi. Ôi bạch bà nó nói 75 rồi cầu sống tới 101 tuổi, điều này chắc bà trở thành bạch cốt tinh quá. Bây giờ xã hội có nhiều trò vui chơi giải trí lành mạnh mà già đây chưa được thưởng thức. Bởi vậy cầu sống lâu để được thưởng thức các trò vui chơi ấy mà. Chẳng hạn đó những trò vui gì à? Đua xe, nấu bò, đá mạnh. Ủa sao mà chơi những trò này thao lưng à? Nói chung bây giờ già cả rồi đã, chơi cái trò gì thì phải cho nó là cho nó không có đụng hàng. Vừa chơi xong một cái thì nhóm thanh niên ở đâu đây phải thốt lên rằng sao? Ô kìa, bà già ra mà. À Don thì nhái lại chị Thúy Nga. Thì chị Thúy Nga thì vậy cái tông nữ cao quá thành nhái là không được. Bây giờ thành nhái một cái người bạn cũng trong cái thời điểm của chị Thúy Nga luôn, đó là Việt Hương được không? Anh đạo diễn phồn. Bây giờ em nói cho anh nghe nghe, không có tin lời em á, số phận không được tốt lắm đâu đó nha. Giờ không tin em kể chuyện cho nghe nha. Chọn hồi xưa kìa 13 tuổi em giỏi, năm 13 tuổi là biết ra mà đường ở coi lúa trước coi chừng chim ăn á. Ba má em sai được ghê lắm. Cứ đang ngồi máy bà giặt, bà em có dèo. Em sợ quá em kêu má bá núp xuống hầm, núp xuống hầm, núp xuống hầm. Bà già bà đang ngồi nhai chầu, bà trượt đẹp, bà chửi. Bà sợ em ơi, bà ký đầu em ơi. Không tin em trốn của mình dưới chừng nửa giờ sau nghe trên này khan 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 khan. Nửa tiếng một bật nắp hầm lên, trồi đầu lên trời ba má. Lên bàn thờ ngồi hết trơn rồi. Rồi bây giờ sẵn đây thành bonus coi như là DVD tặng kèo luôn anh Minh Nhí luôn nha. Rồi anh Minh Nhí sẽ diễn vậy nè. Trời, con mặn nó xấu mà nó đen cũng như ma. Tao cao mặt bây giờ bè, con đen mày có biết. Trời ơi, cái con đen mày thiệt tình là trời đất ơi. Kèm theo nghệ sĩ ưu tú Việt Anh thế nữa. Không ai giàu ba họ, không ai có ba đời đâu. Mọi thứ trong xóm gà này sẽ thay đổi. Con tôi thay đổi, con bà thay đổi. Mọi thứ trong xóm này đều sẽ thay đổi. Anh dần nha. Tao thiệt mày, tao có được 100 triệu, tao làm chuyện có ích cho đời. Mua làm gì trơn, mua cái lồng inox đẹp thiệt đẹp, tô son tét phấn để cục mờ trong vụ mà vô trong ăn, đóng cửa lồng lợn bóp ổ khóa nuốt luôn chìa khóa chở thẳng ra biển phóng sanh. Hết hồn. Ở phần này em làm gì anh Hiền? Phần này thì Trấn Thành sẽ phải bốc thăm. Dạ. Chọn lựa một cái nghề bất kỳ. Đó. Ở đây có mấy nghề? Có 5 nghề. 5 nghề. 5 nghề như thế này đây. Nghề thứ nhất là gia sư, bán hàng rong, thu tiền điện, đầu bếp và nhân viên tiếp thị. Rồi. Là em chọn được nghề nào em làm nghề đó. Đúng rồi. Rồi. Đó. Thì sau khi bà chọn xong nghề thì sẽ có một bộ đồ rất là tương ứng và thích hợp với nghề, cộng với là đạo cụ mà cần thiết để mà mình diễn tả cái nghề đó. Được hỗ trợ phải không? Đó. Thì trong vòng chỉ có 15 phút thôi nha. Nhớ là chỉ có 15 phút thôi. Bốc vào mặt căng quá. Quậy nó sáng đi. Ôi. Hộp gà. Hỡi hộp gà. Cái gì bên trong hộp gà đấy? Chồng. À, em có nghề mới rồi. Bán xương gục. Thời gian tối đa cho Trấn Thành và các khách mời là 15 phút. Trong hoàn cảnh kẹo còn rất nhiều, cái bóp tiền thì trống rỗng. Bây giờ thì Trấn Thành sẽ làm sao để giải quyết khó khăn của mình một cách thật là lương thiện. Mời Trấn Thành vào trong. Dạ. Hôm nay con là người bán hàng rong, bắt đầu nhập vai. Đấy. Trời ơi, thuộc nào nhà thuộc ba số ba. Trời ơi, ai thuộc
la và thuộc lá thơm. Ôi trời ơi, buồn quá. Sáng giờ mở cửa hàng ra. Nói cửa hàng vậy thôi chứ mấy anh chị đừng cười thiệt ra. Em có mỗi cái bàn để mấy ổ bánh mì lên bán thôi. Vốn liếng em nhỏ, nhà em nghèo, ba má em đông, cứ lộn bánh mì em đông. Thành ra em cố gắng em làm xây sớm kiếm tiền nuôi gia đình em. Vậy mà không biết sao sáng tới giờ không có ma nào tới đây để mà mua giùm em ổ bánh mì. Em biết sao không có ai mua không? Trời ơi, ai đây? Ai mà dắt nguyên cái xe đạp để lên mặt vậy? Tôi đây. Người bán kẹo kéo, người bán xương gôm, người bán thuốc lá thơm. Anh ăn món nào? À, bán kẹo kéo, bán xương gôm, bán thuốc lá thơm hả? Lần đầu tiên tôi thấy có người bán bánh mì mà mặc đồ ít chói như anh. Bán màu, có nhiều màu là anh chơi anh gom hết vô cái nón với cái dù của anh. Dù màu, dù nón dù một style luôn. Chứ sao, thấy đi một trên dưới thì nguyên style không? Nón này dù rồi cái áo y chang vậy luôn rồi đó. Dạ. Thời buổi bây giờ mình bán gì cũng phải đặc biệt, cũng phải lạ, phải ấn tượng người ta mới mua. Dạ. Không? Bán mà ăn bận đơn giản bình thường ai làm cũng được, mình bận như vậy mới không đụng hàng. Dạ, đụng hàng gì mua giùm em đi. Mua gì? Em bán xương gôm, bán thuốc cây, bán thuốc la, bán thuốc lào, nhưng không bán thuốc uống. Bán thuốc uống. Vậy chứ thuốc ơi, bây giờ làm ơn mua giùm tôi bánh mì được không? Hả? Sao vậy? Thì bây giờ phải mua giùm tôi bánh mì đi, tôi mới có tiền tôi mua đồ cho. Chứ từ sáng tới giờ mở cửa hàng ra không có ai mua hết trơn, trời ê lắm luôn á. Coi nè, em nói thiệt với em cũng đói lắm, làm cho em ổ liền đi, ăn liền tại chỗ. Mở hàng đúng mở chưa? Mở hàng liền đói lắm, sáng giờ đói bụng. Ta đây công nhận hay ghê luôn á. Hai anh em mà được cái ý gặp nhau là như cái dông nó hợp. Rồi chứ còn cái nữa, ý gặp nhau hết ế. Ăn đi, mua cho ra ra. Ăn liền ăn không? Liền bánh mì. Được rồi. Hên quá, ta nói sáng sớm mà ta nói con trời, trai bánh mì mà để ngoài này bụi khói rồi cũng sạch sẽ anh ha. Sao trời, nếu mà bụi khói quá thổi, cùng lắm là chùi đó. Trời ơi, sạch quá trời, sạch quá. Trời sạch quá, sạch vậy thôi. Được rồi, đừng sạch hơn nữa. Thạch muốn sạch hơn nữa, không biết làm sao cho sạch bây giờ. Xỉu xỉu à. Đó, đúng không? Đó. Nhét đồ vô. Nhét đồ vô, đó. Anh ơi. Ít bóc thôi. Ăn cho nó đỡ đau. Tức là đỡ đau bụng phải không? Đó. Trời, bên trong này sao nó bụi quá ta. Rồi thấy không có bụi nhiều, đang nguyên cái thành phố này ô nhiễm nhiều dùng chứ có miệng luôn. Bánh mì bì phố không? Ăn bánh mì bì nghe là tôi gấp bì cho, trời ơi, tôi bán ngon lắm luôn á. Bữa nay anh mở hàng giùm tôi chắc tôi hên lắm đây. Hên lắm. Tôi mở hàng cho ai người đó bán không ế. Ăn dưa không? Dưa. Ăn dưa bỏ dưa luôn. Trời mới nói đừng bóc tay anh. Không có sao hết trơn á, cái tay dưa. Tay hơi dơ một chút. Trời ơi, tay sạch hơn, sạch hơn rồi đó. Vậy hả? Bỏ đi. Được rồi, để tôi ăn như đây đủ. Chưa. Mình đã bán cho người ta phải bán có lương tâm, hiểu không? Bán phải đầy đủ tất cả. Tôi đói quá, anh cho tôi ăn liền đi anh ơi. Mỡ hành nè. Đó, dòm coi tướng tá giờ này cũng ốm lắm luôn nghe. Ăn cái này nhiều chút xíu không có sao đó, nguyên một chén. Ăn cái này chắc lên thằng xong quá. Ai có mỡ trong máu là hiểu rồi đó. Chua nghe đó. Đó rồi bây giờ là sáng xuống. Giờ bán không được cho ai là bán lần một vậy thôi đó. Đó. Rồi bây giờ ăn vòng ăn đi. Cảm ơn anh. Đói lắm rồi, sáng giờ đói lắm rồi. Mà nãy giờ nó trây qua mọi bộ phận biết ăn nổi hay không? Sao mới ngậm vô cái là thấy phê rồi phải không? Thấy đã rồi phải không? Nghe cái mùi vị nó khác liền đúng không? Mẻ răng rồi. Sao vậy? Bánh mì quá thạch hay làm gì thế ghê vậy? Đâu, bánh mì quá thạch gì đâu, trời ơi. Trời đất ơi, cái bánh mì gì đâu mà. Bánh mì mà quá thạch gì. Anh để 3.000 năm trước công nguyên rồi phải không? Đâu có đâu, mới có tuần trước thôi đó, bán thế. Trời ơi, đau thiệt má ơi. Trời ơi, cái bánh mì mà như cục gạch giống nổi. Không mấy gì nè, đưa lại cho tôi trút ra, xong tôi vô tôi nướng lại cho nó nóng lên. Cảm ơn anh, tôi ăn được rồi, tôi lỡ ăn rồi phải trả tiền chứ gì trơn á. Đúng rồi. Cái ổ bánh mì này coi như sáng nay mở hàng ha. Mình lấy giá hữu nghị, bởi vì mình cùng dân buôn bán với nhau. Mình lấy giá rẻ 20.000 thôi. Trời ơi, 20.000 thôi mà, có gì đâu mà xứng đáng vậy. Thôi cùng lắm 18.000 đó, chịu không? Bán có trả giá nè. Rồi thôi, 15.000 đó hết giá nghe. Nhưng mà nói vụ này nghe. Sao? Tôi bị mất bóp tiền rồi. Trời ơi, quà cho nội. Thôi nè, ăn đi xong bóp tiền trả tôi. Mất bóp rồi. Thôi kỳ quá à. Sáng sớm không ai chơi vậy trơn, trời đó. Lỡ ăn là phải ăn thôi, nhưng mà mất bóp thiệt. Bậy, mất bóp gì mất bóp biết nè. Đi bán hàng mình là dân đi buôn bán nhau, mình rành quá. Mấy cái vụ này không bao giờ mà có được hết trơn trời. Bán được thiệt á. Mất cái bóp rồi, ông tin cho anh kiểm tra nè ha. Không có gì hết. Thấy không? Không có gì hết. Mày
kiểm tra lại đi. Ê mày giỡn mặt tao mày, mày tin không? Tao quánh mày nha mày. Anh người với người sống để thương nhau. Mày bỏ xuống. Từ từ, mày bỏ này xuống cho tao. Người với người sống để thương nhau. Anh đừng có làm như vậy. Anh đừng có làm như vậy. Mày bỏ xuống. Anh. Mày bỏ xuống cơ. Trời ơi. Mày giặt với tao. Trời tan nát. Trời tan nát. Anh ơi, trời ơi. Sủi hầm, sủi hầm em. Sủi hầm em. Trời ơi. Cục vàng của em. Cục gạch của anh ơi. Trời ơi, sáng giờ bán được không anh? Em dòm cảnh tượng tan quang vậy em nghĩ là bán được không? Tại sao vậy? Đứa nào? Nữa. Mày. Tại sao? Mày chết mày với tao. Em, giang ra. Sao không em? Gạch tới cục gạch. Em đâu có muốn ăn cái cục quá thạch này của anh đâu. Trời ơi, anh xin lỗi. Em thấy không? Tại cái thằng cha này nè. Vô đây ăn, mở hàng. Đó, anh làm cho... Giang ra đi. Má. Hai trái dưa leo tao đâu rồi? Dạ, con bán cho bà bán cơm rồi. Tao. Con tưởng đâu má dột. Kiếp trước tao mắc nợ mày hay một kiếp trước tao cướp của nhà mày hay sao kiếp này tao trả dữ vậy? Có thể má. Không đâu, bây giờ má trả con lượt đi chứ sao con trả lại. Ủa má ơi, má bị gì vậy má? Ủa má làm gì như con cá mà chết vậy má? Hay à, tôi khổ quá cuộc đời tôi. Sao ai làm má khổ má nói con nghe con. Má khổ lắm con ơi. Ai làm má khổ má nói con nghe con xử người đó cho má. Mày. Mày làm tao khổ nhất cái nhà này. Một ngày tao kiếm cái câu ra để tao chửi mày sao tao cũng nhức đầu nữa mày hiểu không? Tao không có chửi trùng câu được. Để tao phải kiếm cái câu để tao chửi mày sao tao cũng nổi điên rồi. Trời ơi. Một cái người thứ hai là ai? Ai? Là bà Tư của mày. Bà Tư mày... sao? Bà Tư sao? Để má tâm sự ngồi xuống. Sao? Má hỏi con. Sao má? Chồng con gì vậy? Ngày nào vậy? Có thể ăn đồ em hay thịt. Con không nói gì trời. Có thể gặp anh hay làm gì? Ủa sao tao kể chuyện buồn mà mày vui quá vậy? Không phải. Má nói gì con nghe được con chết liền luôn. Con thề á. Con nghe. Nghe hả? Không nghe. Má hơi xúc động. Ờ đó, nói lại ơi. Để má giữ cân bằng, má kể lại cho con nghe. Bình tĩnh chưa? Hỏi con, giọng con gì đâu. À, tối ngày, đi thế thì chị lại. Má ra của mình là lo. Má ơi, thiệt con nghe gì á má ơi. Má, kỳ quá. Cái này mà tao mài nhọn được, tao phóng một cái này nó dính vô cái miệng mày là năm sau mày mới rút ra được, mày tin không? Mày không ưa tao phải không? Bây giờ để má kể bình thường cho con nghe. Đó, kể bình thường đi. Trời là bây đi. Giờ tối ngày dán đầu vô cái laptop này, má đang nghi là ổng đang chat viết gì để cái con nào trên mạng để mà ngoại tình. Laptop đúng không? Cái này nghi lắm nè. Mày bữa nay tao với mày phải làm rõ cái chuyện này. Sẵn ổng lên rồi ổng không có để ý, mày làm mở cái máy ra cho má. Cũng mở máy ra cho má. Mở máy hả? Mở máy ra cho má. Thôi con không làm đâu. Mở đi cho má. Thôi con mở ra là lén lút mà. Không? Thôi con lén lút không được. Đừng có nghĩ làm như vậy là lén lút con à. Mình chỉ vô tình mình mở lén có một lút thôi. Không phải là lén lút nha. Dạ. Thôi nhưng mà ba Tư buồn con á. Mở cho má. Không được làm con được mở không? Cho má. Luôn tâm con ái nái. Thương má, má mở không? Cho má. Không được thiệt mà. Mở đi cho ủi đồ. Con này nó hai mặt dễ sợ. Mở máy nè. Mở máy. Rồi xong. Rồi có cái gì trọng nói. Có cái gì trọng nói. Thôi nói không được. Sao vậy? Má kêu mở thì mở cho má nè. Má lo qua má coi đi. Mày mở mày phải đọc ở trong nó có cái gì chứ má chứ. Đọc đi. Trời ơi ba Tư la con sao. Con đọc cho má đi. Không được má. Má cho phép đọc cho má. Thiệt mà. Con cứ đọc. Không. Đọc cho nấu cơm. Dạ. Làm tiền dễ sợ luôn cái con này. Trời ơi. Hình không ha. Hình gì vậy? Hình gái không đây nè. Trời ơi. Thì ghê quá. Cái gì đó ông nói má nghe.
Nói mà nghe. Má ơi. Cái gì? Ghê quá. Má biết ghê rồi mà ghê cái gì cũng nói mà nghe. Ghê quá. Má biết ghê rồi nói đi con. Má ơi. Nói đi. Mẹ bà mày tao quýnh mày chết bây giờ. Cứ nói má ơi hoài mày không nói tao nghe. Ủa má kêu con đọc á, má đâu kêu nói má nghe. Trời mày ăn tiền, mày làm tiền trắng trợn luôn á. Khổ thiệt luôn, tao ngoái nái lắm á. Má lại con nói má nghe đi, má khổ tâm lắm rồi. Không được má. Nói ơi, má nghe. Thiệt sự Trang luôn nói á. Má nghe. Không mà. Con nói đi con. Từ là con. Nói cho tắm. Dạ. Đốt sực với tôi chỉ bằng tiền bạc tôi. Bây giờ mở vô phải không má? Mở vô coi. Đọc liền. Ông viết cái gì hả? Ông viết cho con nào mà đọc cho má nghe. Đây 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 đây. Hòm thư. Trời, sao thư mà nghe cái hòm nghe ghê vậy? Thì cái gì bỏ thư vô là cái hộp thư, mẹ ơi. Ờ đúng rồi, hộp thư đọc. Cái hộp thư nó cái hộp thư nghe cái hòm nghe kỳ quá. Tiếp. Ngày tháng năm. Bỏ qua cái đoạn đó đi. Mày bỏ qua cái đoạn đó đi. Dạ rồi. Vô vấn đề. Rồi rồi. Ngày tháng năm. Mày mới lặp lại cái mày nói đó. Bỏ qua cái đoạn đó. Tháng năm ngày. Tao giết mày chết nha. Mày làm gì mày cứ lần quần cái đoạn đó hoài vậy? Không phải con học rồi, có trước có sau, giỏi văn mà phải đọc từ trên xuống dưới. Tao không cần mày giỏi văn chỗ này, bây giờ tao cần mày giỏi toán. Ngắn gọn, xúc tích. Xúc tích đúng không? Xúc tích. Rồi. Ký tên hết. Má tặng con cái ly nha. Không, má nói kêu con má xúc tích mà. Má đúng một cái là cái mặt mày như cái ly nha. Mày đừng có nổi điên, tao ra mày vô thân bài liền không? Trời chọc cái đường tao điên phải không? Thì má kêu xúc tích thì má muốn con đọc thân bài, má phải nói là giáo dục công dân rồi con đọc luôn thân bài. Giáo dục công dân đi má. Dạ đó rồi con đọc. Trời ơi nổi máu sản hậu với con này thiệt á. Trời ơi. Cái gì vậy? Thấy ghê quá má ơi. Tào phỏng à. Vô vấn đề. Chát với em gái miệt vườn. Em gái miệt vườn thiệt. Tao biết ngay mà. Có sao không? Con nào tên nghe cái miệt vườn phải không? Em gái miệt vườn. Trời ơi chết tao rồi. Lấy cái nick em là nick gì? Nói. Tư tốp. Trời ơi. Tư tốp. Tư tốp. Tốp là tốp ca hay tốp mở? Không, laptop. À laptop. Từ laptop. Trời ơi tại sao ông lại biết cách để mà chat chít trên mạng mà biết cách lấy một cái nickname mà nghe nó rất là tây như vậy? Làm sao ông biết được những cái chuyện này trời? Con chị. Ba Tư hỏi con chị đó. Ba Tư đâu có biết là chát làm sao. Con kêu lên mạng là phải vậy nè. Phải lấy cái tên này nó mới kêu. Như vậy là con chỉ ba là chát lấy nickname luôn hả? Đó. Trời ơi giỏi sợ luôn con giỏi ơi. Giỏi hay quá con gái nói nghe nè. Dạ. Tháng sau con dọn nha. Dạ. Tháng sau dọn khỏi nhà má nha. Con cố nè. Mày phá nhà tao phải không? Không có. Tại ba Tư không biết. Ba Tư chị kêu con chị mà. Bỏ. Má. Bỏ. Điện thoại tao đang reng. Để tao nghe điện thoại sao tao nói chuyện với mày. Dạ. Qua phụ má coi tại sao má chào hoài nó không ra vậy. Trời ơi bà nội ơi. Cái điện thoại cùi bắp mà làm như iPhone vậy. Trượt trượt. Bấm cái nghe rồi nè. Thấy mấy cái con hàng xóm nó trượt quá. Quá đáng à. Alo. Con gái hả má nè con. Ồ má nè. Bên Mỹ gọi về hả? Ồ dạo này chào vợ chồng khỏe không? Ờ má khỏe. Má vẫn đếm tiền đủ hàng đêm. Ba hả? Ba sắp chết rồi. Ông có bệnh gì trơn á mà tao sắp giết ông chết rồi. Trời đất ơi. Cái gì? Con nói con đã con gửi tiền cho ba hả? Ba xin con tiền hả? Xin bao nhiêu tiền? 1.000 đô hả? Trời ơi sao con gửi cho má con gửi góp có 200-300 lần mà con gửi cho ba con gửi 1.000 chẳng vậy con. Rồi má thông báo cho con nghe, ba con là chết liền ngày hôm nay chứ không có sắp chết nữa nha con. Rồi cúp máy đi. Tao mới nổi điên rồi. Trời ơi. Bữa nay tao mà không làm gì ghẻ tao con mày tao nổi điên lên rồi. Ủa má. Ba Tư xin tiền con má hả? Xin tiền con nhỏ bên kia. Nó gửi tao 200-300 mà ổng xin tới 1.000 đô làm cái gì? Làm cái gì? Cho gái chứ làm cái gì? Đúng rồi má ơi. Mày thấy dạo này ông sao mày dạo mày nói đâu nghe. Dạo này con thấy Ba Tư lạ lắm. Có gì đó mờ ám. Mờ ám. Lúc nào cũng thấy lén la lén lút không. Lấy tiền ra đếm xong rồi gói vô trong cái gói. Rồi không biết đem đi đâu con cũng không biết nữa. Như không biết là cho ai đó. Cho gái rồi. À đó. Mày đừng nói cho mày nha. Bậy. Má nhìn con đi nè, má nhìn con đi. Con đâu phải kiều nữ. Đúng không? Mà Ba Tư cũng chẳng phải đại gia. Sao cho con được? Đúng rồi. À.
đâu thể nào mà hai em không được. Cái đẳng cấp mày cũng không bằng má rồi. Đúng rồi, bây giờ kiếm người khác đi. Cái người nào mà nó hơn má đó. Hơn má phải hơn không? Má đó. Như vậy là con này chân phải dài lắm nè. Chân phải dài tới con nách. Này là mẫu nè, chân dài tới nách nè. Tới nách. Đọc cái địa chỉ má xuống quýnh liền nè. Để con yên tâm. Nổi điên bữa nay rồi, đọc cái địa chỉ đi. Đây nè. Đọc đi con. Biết ngay mà. Đọc đi. Không có địa chỉ. Gác làm gì có địa chỉ. Còn chính ra mày chơi tao hoài luôn á. Sao? Mày ghét tao mày nói thiệt á. Đâu có đâu má. Không có địa chỉ thì không mà. Có địa chỉ kiếm nó đâu. Trời ơi bây giờ kiếm con nhỏ đó ở đâu bây giờ. Khách kìa. Không còn tâm trạng mày ra mở cửa. Trời ơi làm như nhà con nữa thiệt á. Thiệt tình. Nổi điên. Chồng con đi với gái như vậy là không được. Má. Gì vậy bà ngoại? Mày kêu tao hay mày chửi vô mặt tao vậy? Con kêu. Má. Mày kêu đi như mày chửi vậy mày đổ qua tiếng mẹ nghe cho nó thân hơi. Mẹ. Cái này giống hơn nè. Cái này giống chửi hơn nè. Nổ tới luôn kìa. Nó là ai? Em gái Miệt Vườn. Đó, nó tới rồi. Nó tới đây. Nhỏ con gái đẹp lắm. Trời đất ơi. Nó tới đây nó tìm anh tư tốp. Đúng chưa? Xác định không? Trời ơi bà chưa tìm con mà con tìm bà. Vợ sao? Ngày hôm nay mà vô đúng động rồi. Nó có mạng tới đây là nó không có mạng đi về. Hôm nay tao sẽ làm trận lô định đây. Sao mẹ? Vô kêu con cha già phụ bạc ra đây. Dạ. Kêu ra đây coi phim. Cha già phụ bạc ấy rồi. Ba Tư. Trời đất ơi. Ba Tư ra. Gì mà mày kêu tao đóng phim gì mà cha già phụ bạc ở đây. Anh yêu. Anh yêu. Ngồi coi phim là ngồi coi phim. Hay rồi. Quá. Là coi phim. Coi phim coi hả bay. Coi phim coi ngồi xuống ngồi coi phim nha. Em thương anh lắm. Ôi da. Mở cửa, mở cửa. Con kêu nha. Kêu mà coi. Ngồi đây. Rồi vô đi, vô đi. Nghe không được nói. Dạ con chào ngoại. Trời sao nó kêu chồng tao anh mà nó kêu tao lên tới ngoại dữ vậy mày. Bình tĩnh. Có phim. Ngoại ơi cho con hỏi cái này có phải là nhà của anh Tư Tốt không ngoại? Đúng rồi đó. Trời ơi nhìn cũng đâu có dài hơn bên này nhiều đâu ta. Mà sao kỳ vậy? Bên này đâu có đẹp bằng cái này. Cái mặt đẹp hơn má, cái mặt đẹp hơn. Con kiếm Tư Tốt hả? Dạ, có anh Tư Tốt nhà không ngoại? Có. Trời ơi, con Tư Tốt nhà. Nó mừng ghê không kìa. Nó mừng ghê không kìa. Mừng chú đi cho vui. Một phát là như kêu bẫy chuột liền em. Mày đi ra ở đây ai với tao? Ba tự bơi đi. Nhà mắt vui lắm hai đứa bị điên. À con. Dạ. Tìm anh Tư Tốt có gì không? Dạ. Chuyện quan trọng lắm. Quan trọng là quan trọng sao nè? Dạ. Không mắc cỡ quá. Bác cũng mắc cỡ quá. Ủa sao bác mắc cỡ? Bác mắc cỡ là tại vì con mắc cỡ nên làm bác mắc cỡ lây đó. Ủa gì kỳ vậy? Nói đi coi kiếm cái gì quan trọng không con? Dạ thôi con nói luôn nha. Nói đi trời nuôi. Ủa mà ngoại là gì của anh Tư Tốt vậy? Đoán đi. Là má của anh Tư Tốt phải không? Ủa tôi là má Tư Tốt nè. Dạ con chào má. Đúng rồi. Trời bác đẹp quá à. Đẹp không con? Dạ đẹp. Đẹp lắm mà. Dạ. Ai cũng nói gì hết trơn á. Dạ biết sao không anh Tư Tốt á. Anh Tư Tốt á. Sao con? Sao? Tư Tốt làm sao? Là người như thế nào với con nói đi. Dạ. Sao mà bác không rung dữ vậy? Không có rung. Cái này là tại sáng giờ đập ruồi nhiều quá mỏi tay. Dạ. Nói đi con. Tư Tốt làm sao? Anh Tư Tốt là một người rất là tốt. Nhờ có anh Tư Tốt mà con mới được như ngày hôm nay nè. Rất con... là tốt. Ngày hôm nay con lên đây con muốn gặp anh Tư Tốt để con cảm ơn. Nếu mà ngày hôm nay mà con không gặp được ảnh là con hối hận suốt đời luôn á. Hối hận suốt cái cuộc đời. Suốt cái cuộc đời. Nói đi con.
Dạ, dạ nói gì? Con nói tiếp đi. À, cái tầm quan trọng của hai đứa đối với nhau và quen nhau ở đâu nói đi con. Dạ, quen nhau ở đâu hả? Ừ. Dạ thôi. Sao vậy? Dạ thôi, có gì đâu nói. Giọng kính lắm mày sao mà không dám nói? Dạ không phải, tại con mắc cỡ. Quán cà phê phải không? Dạ không. Cine. Dạ không. Công viên. Dạ không có. Chứ quen đâu? Dạ, quen nhau trên mạng á. Thà chơi không? Trên mạng phải không? Dạ. Quen từ hồi nào? Dạ nó ly kỳ hấp dẫn lắm. Ly kỳ hấp dẫn lắm hả? Con mến anh Tư Tốt lắm á. Anh Tư Tốt dễ thương lắm. Dễ thương lắm à? Dạ giúp đỡ con nhiều lắm. Ủa giúp đỡ nhiều à? Dạ. Rồi, đứng đây coi pin luôn nha. Dạ. Đứng coi pin, coi pin. Phim gì? Dạ bác có pin coi. Có phim hả? Ừ. Đứng dậy, stand up. Stand up. Nhà hay hay giỡn vậy đó. Stand up. Coi kỹ coi có phải Tư Tốt của em không em? Đúng Tư Tốt không? Dạ. Đúng hay không? Nói. Thì... Đúng không? Tư Tốt đúng không? Không phải. Dạ ngoại ơi. Đúng không? Anh là Tư Tốt nè em. Từ từ đó. Con voi tôi không ra gì nhận em bữa nay đưa gái về. Thôi 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 thôi. Đúng Tư Tốt hay không? Đúng không? Nói đi. Đúng hay không? Thì... Đúng không? Thì đúng rồi, anh là Tư Tốt nè. Ôi trời. Đưa gái trong nhà phải không? Ngày hôm nay tôi không đánh ông tan xương nát thì thôi. Hãy đỡ. Trời đất ơi. Đừng đừng đừng. Con để bác chiến đấu con á. Thôi đừng có đánh nhau, đánh nhau xấu lắm. Đánh nhau. Sao vậy? Ngưng chiến đi. Con dạ? Quýnh lộn mà con nắm bác kiểu này lấy đâu mà bác chơi lại bà. Không được quýnh lộn. Bác đâu có quýnh đâu, ít ra bác cũng phải có tay để bác đỡ chứ. Gái, buông ra đi con. Ừ, nó buông ra đi. Buông ra. Buông ra hả? Buông ra con. Đó. Buông rồi phải không? Con buông rồi. Buông rồi chẳng đánh được. Bây giờ làm sao? Trời đất. Hả? Con. Kiếm chuyện với tôi phải không? Dắt gái về tận nhà nghe chưa mà còn quen sinh viên nữa phải không? Cái chuyện tốt. Chuyện nó không phải ông là ông nói vậy. Đi. Ông coi nó hay coi tôi là vợ? Thì nói đi, bà phải để nói đâu. Ông nói đi, ông im, ông im, đừng nói. Ông mà ngụy biện, ông giải thích cái gì? Tôi nói đây, bây giờ tôi ông nói. Ông im đi, ông đừng ngụy biện. Ông ngụy biện, ông đừng có nói gì trơn á. Ông nói là ông ngụy biện, ông giả bộ thôi. Thì bây bà giải thích tôi nói. Ngậm miệng lại, giải thích đi. Vậy tại sao quen nó? Nói đi. Thì tôi giải thích đi. Tại sao tôi hỏi nãy giờ không trả lời? Ông nói đi. Bây giờ đừng có nói gì trơn. Bà đứng đây. Ông nói đi xong ông ngậm miệng lại. Ông nói đi, ông ngậm miệng lại. Bà nội tôi nói cũng không được nữa à. Nói cho nói bà hồ đồ lắm, chưa gì là bà nhào tới rồi chồng bà đánh như là con bà vậy đó. Tôi nói rõ ràng cho bà biết, đây là cháu Thoa, là con của chị Hai ngày xưa ở dưới quê đã từng cưu mang vợ chồng mình đó. Ủa sao ông biết con hả? Ông biết hết con à. Thật sự ra là từ ngày mẹ nó mất, hoàn cảnh nhà nó khó khăn, nó không có tiền đi ăn học, nó định bỏ mấy lần rồi. Tôi biết hoàn cảnh như vậy, tôi tìm cách tôi giúp đỡ nó hết sức nhưng mà nó không chịu nhận, nên tôi mới phải bày ra cách này cách nọ tùm lum như vậy đó. Ông đừng có xạo. Con có phải là con của chị Hai Thoa? Dạ. Chị Hai Thấm. Dạ, nó là Thoa. Con tên Thoa là con của má Hai Thấm. Ủa còn đây là anh Tư Tốt hả? Chứ chứ mỗi lần anh Tư Tốt gặp con đâu phải vậy đâu. Thì thật ra là cái gì rối đơn vậy? Là bác là bác Tư Tốt, bác chát với con, bác làm quen với con nhưng mà bảo quản lý bác kỹ quá, không cho ra khỏi nhà, làm sao mà bác đến gặp con để giúp đỡ cho con? Cho nên là bác phải nhờ một người đóng làm anh Tư Tốt đến gặp con giúp đỡ tiền bạc rồi giúp đỡ con chuyện ăn học, con hiểu không? Dạ. Trời ơi, như vậy là rõ ràng đúng không? Ông đem tiền của tôi ông cho người ta, nhưng mà tôi giúp đỡ. Ân nhân ngày xưa giúp đỡ mình, bây giờ mình giúp đỡ lại. Nhưng mà nếu mà nó là con của chị Hai Thấm thiệt thì tại sao ông không nói cho tôi một tiếng để vợ chồng mình cùng giúp, là sao ông không nói? Mà ông lên mạng ông xưng anh, ông trách gì người ta làm cái gì, ý đồ gì? Cái anh Tư Tốt đó là anh Tèo chạy xe ôm đầu sớm á. Tôi nhờ nó thì nó là anh. Đúng không? Đúng không? Dạ dạ thì đúng rồi, thường có cái anh Tư Tốt là anh trẻ trẻ gặp con chứ đâu thì phải đó. Đây đâu. Còn bà đó, bà có cho tôi cơ hội để tôi nói không? Tôi nói cái gì đó mà bác liền bà keo kiệt, bà bủn xỉn như vậy, bà hà tiện thì lấy đâu mà bà chịu nghe lời tôi mà giúp đỡ người ta? Nhưng mà dạ, dạ thôi bác ơi, bác bớt giận đi. Thiệt tình là hồi trước á là con chat với anh Tư Tốt, con cũng không có ngờ anh Tư Tốt lại vậy nữa. Lúc đó nhà con khó khăn quá à. Anh Tư Tốt á, anh nói má con là ân nhân của ảnh, ảnh năn nỉ dữ quá, con thì con cũng ngại lắm.
Nhưng mà lúc đó con cũng đang cần tiền để thi đại học quá, cho nên là con nghĩ thôi con nhận trước đi, rồi sau này con đi làm con trả lại. Hôm nay con tới đây con cảm ơn nè. Người ta người tốt như vậy mà bà hiểu lầm con nhỏ làm sao? Không, bây giờ con ngồi đây không phải. Rồi bữa nay nó rối hết trơn à. Là thật sự ra là cái gia đình của bác là mang ơn má con nhiều lắm. Là má Hai Thắm đó, ngày xưa là gia đình nghèo ở dưới quê, ba cu mang hai bác. Nếu mà bác biết là con của chị Hai Thắm là bác giúp rồi. Nhưng mà nãy giờ là ghen, bị gì, sợ chồng mê gái. Trời đất ơi. Dạ không có gì hết. Nhưng mà con đáng lẽ là con phải tới sớm con nói cái chuyện ra thì nó không có xảy ra như vậy. Con phải nói chứ tại sao con không nói? Dạ con có nói được gì đâu. Sao con không nói được? Dạ mới vô bị đánh quá trời luôn, có nói được gì đâu. Đó, bà thấy không? Con người bà hồ đồ, bà hung dữ vậy thì làm sao mà ai mà giải thích được cho bà? Má bà nói bà sợ chồng bà mấy gái. Sợ chồng mấy gái mà ngày nào cũng quản thúc nhốt trong nhà không cho ra đường. Mỗi ngày cho 5.000 mà không cho ra đường lấy cái gì mà xài. Tôi sợ ông ra đường ông gặp gái tôi mới quản lý tiền của ông. Với lại tôi tiết kiệm, vợ chồng già rồi có làm được gì đâu. Cho sinh viên mướn nhà lấy tiền tôi thì phải tiết kiệm mới có cái mà sống chứ. Bà nói quá là bà tiết kiệm vừa vừa thôi. Mình già cả có xài bao nhiêu đâu. Giúp đỡ cho tụi nhỏ nó nghèo khó nó học hành. Tương lai tụi nó sau này tụi nó lớn nó giúp lại mình. Dạ hôm nay con thứ nhất là tới đây con cảm ơn. Cái thứ hai là con cũng báo tin mừng là con đậu ba trường đại học rồi. Trời ơi giỏi gì hả con gái? Dạ. Vậy hả con? Trời đúng là trời cao có mắt. Trời ơi con của chị Hai Thắm giỏi quá. Bà thấy không? Vậy là nhờ ông giúp nó được đậu trường đại học. Xin lỗi. Bị ghen quá mẹ ơi. Giận mất khôn. Bây giờ bà nè, bà phải tự kiểm điểm lại mình. Ừ. Bà coi á, bà có hung dữ hay không? Rồi ba đó. Ai thay lại muốn nói vậy? Bà thấy không? Mày rảnh quá à. Bà thấy không? Đó nó mà còn biết nữa. Rồi ba đó. Bà có hiếp đáp chồng hay không? Có. Rồi ba có quản lý chồng gắt gao hay không? Có. Rồi ba có hà tiện bủn thiển hay không? Có. Bây giờ mày phe nào? Dạ gió chiều nào cũng theo chiều đó. Trời ơi cái con này tháng sau mày dọn liền nghe chưa? Không có phe gì hết á, tôi chỉ muốn nói vậy cho bà hiểu thôi. Bây giờ bà hiểu ra mọi chuyện rồi, bà có hứa với tôi là bà sẽ không có hà tiện, không có hung dữ này không? Thôi được rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Thôi được rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Tôi sẽ cố gắng sửa chữa. Tôi sẽ cố gắng sửa chữa. Tôi sẽ yêu chồng kính con. Tôi sẽ yêu chồng kính con. Vậy mấy thằng con ta mà tâm tính nó làm sao vậy? Yêu con kính chồng. Tôi sẽ yêu con chồng kính. Trời ơi. Kính chồng. Yêu con kính chồng. Chồng bà ơi, chồng đâu đây làm như cầm tay. Yêu con trống kình. Trời ơi. Mà thấy không, bà hung dữ quá rồi. Bây giờ bà nói được cái chữ kính chồng mà cũng không nói xong nữa. Yêu con kính chồng. Thì nói chung là hôm nay là bây giờ bà có hứa với tôi là bà sẽ thay đổi hay không? Không có nghe. Không có nghe. Ngồi nói gì đâu trong họng không? Ngồi lớn lên. Cái to hơn chút. Hứa. Trời ơi nghe đâu trời. Dạ con hứa má. Hứa rồi. Trời ơi hung dữ. Quên. Không hung dữ nữa. Không hung dữ nữa. Hung chồng được không? Cái gì là trời ơi cái môi chứ cơ. Yêu trước ngày cưới 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí VION.